Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, cùng thời điểm diễn ra triển lãm IMDS 2023 ở Nga, tại Pháp cũng vừa diễn ra cuộc triển lãm hàng không lớn nhất phương Tây Paris Air Show 2023 từ ngày 19 tới ngày 25 tháng 6. Điều thú vị, đây là lần đầu tiên chúng tôi đã có được tư liệu bản quyền về một trong những sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất thế giới, quy tụ nhiều anh tài trong lịch sử hàng không thế giới. Đã từng có thời điểm, trong mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và phương Tây, các nhà sản xuất máy bay Nga đã đưa tới Paris Air Show các màn trình diễn đỉnh cao của tiêm kích Mi-29 và Su-27. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới một thành viên lâu năm nhưng muốn giấu tên của Việt Nam Defense đã cung cấp những hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2023. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy ghen với bạn khi có mặt tại một trong những cuộc triển lãm hàng không lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. Thực sự là một giấc mơ với cộng đồng yêu thích hàng không và máy bay quân sự nước ta. Hình ảnh mà các bạn đang xem là màn biểu diễn trên không của các phi đội máy bay tiêm kích, máy bay vận tải quân sự của các nhà thầu quốc phòng nổi tiếng ở Tây Âu cũng như không quân các nước góp mặt tại triển lãm, chủ yếu là Mỹ, Anh và Pháp. Tiếp sau đây sẽ là điểm danh một số mẫu máy bay xuất hiện tại triển lãm. Đầu tiên là tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất. Hình ảnh từ đầu ra đuôi, đuôi ra đầu của mẫu tiêm kích hạng nặng F-15E do Boeing sản xuất. Điều hay ho là ở châu Âu, không có quốc gia nào mua F-15 của Mỹ, dù tính năng của nó thì khỏi phải bàn. Phiên bản mới nhất của trực thăng tấn công AH-64E-V6. Sướng quá, máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer của Mỹ. Con này hay nè, máy bay tiếp dầu trên không kiêm vận tải chiến lược KC-46 Pegasus của Boeing, giá mỗi chiếc khoảng 300 triệu đô, dã man luôn. Đó là phần ghi hình của người bạn tốt giấu tên. Ở phần hình ảnh, chúng tôi sẽ có điều kiện nói sâu thêm một chút. Mong các bạn thông cảm nếu phần hình khá ngắn, nhưng thực sự với chúng tôi, đó là tư liệu vô cùng quý giá bởi không phải dễ dàng để có một chuyến đi tới Paris và có mặt tại triển lãm hàng không này. Còn đây là hình ảnh khách tham quan đang được lên buồng lái mẫu tiêm kích đa năng Dassault Raven. Phải nói là sướng chi mà sướng, trời ơi, được lên xem buồng lái một trong những mẫu tiêm kích hiện đại nhất thế giới luôn, điều đáng mơ ước. Rafael thì quá nổi tiếng rồi, đây được coi là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 hiện đại nhất thế giới và cũng đắt nhất thế giới. Tuy không có giá cụ thể, nhưng Ấn Độ đã mua 36 chiếc Rafael với giá 200 triệu đô mỗi chiếc. Cứ cho là đã bao gồm vũ khí theo kèm thì với 200 triệu đô họ có thể mua 2 chiếc Su-35 full cấu hình. Đó là lý do khiến Rafael chỉ được sản xuất 239 chiếc kể từ năm 2001 tới nay vì không phải ai cũng đủ tiền để mua chúng. Dĩ nhiên, công bằng mà nói, đúng là đắt sắt ra miếng, đa số Rafael không chỉ có cái tiếng là đắt đỏ mà tính năng của chúng cũng hết sức hiện đại. Không tự dưng mà người Ấn đã mất nhiều năm đánh giá trước khi quyết định loại bỏ ứng viên MiG-35 của Nga để lấy Rafael đắt đỏ. Cùng với Rafael, tiêm kích Eurofighter Typhoon cũng nằm trong nhóm chiến đấu cơ thế hệ 4 hiện đại nhất ở Tây Âu. Mẫu máy bay do liên doanh giữa các cường quốc bao gồm Anh, Đức và Italia hợp tác sản xuất.
Theo các đánh giá trong quá trình thử nghiệm so sánh, khả năng cơ động của Typhoon với cặp động cơ EJ200 cùng thiết kế cánh mũi khiến năng lực của nó được cho là chỉ xếp sau F-22 của Mỹ. Đặc biệt, Typhoon cũng sớm được xếp vào nhóm tiêm kích thế hệ 4.5 khi sở hữu khả năng bay siêu âm mà không cần sử dụng buồng đốt lần 2. Tuy Typhoon không có kỹ thuật tàng hình như F-22, nhưng thiết kế của nó được coi là hạn chế đáng kể khả năng bị phát hiện sớm. Nó có tải trọng lên tới 9 tấn vũ khí, kém hơn một chút so với Rafale cỡ 9,5 tấn, nhưng là cao hơn hẳn tải trọng 8 tấn trên tiêm kích Su-27-30 và Su-35 của Nga. Ngoài các đại diện của Tây Âu, Mỹ cũng không kém cạnh khi đưa tới không chỉ F-35 mà còn các tiêm kích đa năng nổi tiếng của mình như dòng F-16. Bất chấp sự cạnh tranh từ chính đồng minh của mình, nhưng phải nói rằng Airbus và Dassault đã thua ngay trên sân nhà khi để Mỹ lấn lướt với dòng F-16 huyền thoại. Ưu thế về giá cả, chi phí bảo dưỡng, tính đồng bộ là những ưu điểm khiến phần lớn các nước NATO đã và đang sử dụng F-16, ngoại trừ Đức, Anh, Pháp, Italia. Thậm chí, với diễn biến hiện tại, tương lai gần, F-16 ở Tây Âu sẽ được thay thế bởi dòng F-35 chứ không phải là Rafale hay Typhoon. Ngay cả ba quốc gia đồng phát triển Typhoon đã chuyển sang mua F-35 trong khi đang tìm kiếm giải pháp tiêm kích thế hệ 5. Duy chỉ có Pháp quyết tâm với con đường của riêng mình, tránh lệ thuộc quá mức vào Mỹ. Tại Paris Air Show năm nay, họ tiếp tục giới thiệu hệ thống hàng không chiến đấu tương lai, bao gồm khái niệm tiêm kích thế hệ 6 NGF. Dự kiến, tiêm kích thế hệ 6 sẽ thay thế vai trò của Rafale, Typhoon ở Tây Âu từ năm 2040 trở đi. Nguyên mẫu dự án sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2027. Như vậy, hầu như các anh tài của làng chiến đấu cơ phương Tây đều đã được thành viên của Việt Nam Defense tóm được. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo là nhóm máy bay tuần tra và vận tải hỗ trợ. Đầu tiên là dòng máy bay tuần tra biển tầm xa của Hải quân Mỹ P-8 Poseidon, ứng viên thay thế dòng P-3C Orion, được sử dụng rộng rãi ở phần lớn các nước NATO có biển. Cũng như P-3C, P-8 cũng sử dụng khung cầm máy bay chở khách để chuyển đổi thành máy bay tuần tra biển. Từ khung cầm dòng Boeing 737NG, P-8 đã ra đời với năng lực có thể nói là tốt nhất trong nhóm máy bay tuần tra chống ngầm. Tiếp theo là máy bay vận tải hạng nặng cấp chiến lược A400M Atlas của tập đoàn Airbus. Dự án A400M ra đời vào thập niên 2000 nhằm thay thế vai trò của mẫu C-160 và C-130. Nó nằm ở phân khúc giữa C-130 và C-17 Global Master 3. Nó có tải trọng lên tới 37 tấn hoặc chở 116 lính dù, trang bị 4 động cơ tuốt bin cánh quạt cho tầm bay xa nhất 8.700 km, tầm bay đầy tải là 3.300 km, tốc độ 781 km/h. Ngoài các đơn hàng ở châu Âu, đáng chú ý, Đông Nam Á hiện có 2 quốc gia đã nhập khẩu A400M, bao gồm Indonesia và Malaysia. Còn đây là dòng máy bay vận tải hạng trung C390 do Brazil sản xuất. Tuy ít tiếng tăm khi tới từ xứ sở nổi tiếng với bóng đá hơn là vũ khí, nhưng C390 cũng là thiết kế đáng lưu tâm với năng lực không thua gì dòng C130 của Mỹ. Ít nhất, nó đã giành được 3 đơn hàng ở châu Âu bao gồm Hungary, Hà Lan, Bồ Đào Nha, cũng đâu phải dạng vừa. C390 có tải trọng 26 tấn hoặc chở 80 lính dù, tầm bay đầy tải là 2.820 km, tốc độ 988 km/h. Ngoài các máy bay cánh bằng, Paris Air Show cũng chào đón hàng chục thiết kế trực thăng vận tải quân sự. Tuy nhiên, thời gian có hạn nên chắc là người bạn của chúng ta không thể đưa được hết. Có thể điểm qua một số cái tên nổi bật ở kỳ triển lãm này như trực thăng hạng nặng T-229 của Thổ Nhĩ Kỳ, CH-47 của Mỹ, NH-90 và series trực thăng đa năng Airbus của các nước Tây Âu. Paris Air Show cũng đón nhận sự tham gia của khá nhiều mẫu mã máy bay không người lái, mà nổi bật là các dòng UAV tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc thiết kế, phát triển UAV nhờ việc ứng dụng thành công thiết kế Bayraktar TB2 ở chiến trường Nagorno-Karabakh năm 2020 và Ukraine năm 2022. Tại Paris 2023, họ đã đem tới thiết kế UAV tầm xa Aksungu mới bắt đầu sản xuất vào năm 2019. Loại này có chiều dài tới 12,5m, sải cánh 24,2m, trọng lượng giống 1,8 tấn, tải trọng 750 cân. Nó có thể đạt tốc độ 250 km/h, tầm bay 6.500 km, thời gian bay 60 tiếng với 2 động cơ piston. Và mẫu UAV Anka cũng do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, được sản xuất từ năm 2010 tới nay. Loại này nhỏ hơn mẫu Aksungu nhưng tính năng khá tốt với tầm bay 4.896 km, thời gian bay liên tục 30 tiếng, có khả năng chở 350 cân vũ khí các loại. Đáng ngạc nhiên, theo ban tổ chức, dù Mỹ là quốc gia sở hữu công nghệ UAV hàng đầu, nhưng Paris năm nay họ chỉ đưa tới thiết kế UAV RQ-7 cỡ nhỏ, sử dụng cho vai trò chính sát. Tất nhiên, dù nhỏ con, nặng chỉ 170 cân, nhưng nó có thể bay liên tục 6-9 tiếng, trần bay lên tới 5.500m. Đã là triển lãm, thì ngoài gian trưng bày ngoài trời, sẽ có khu vực trưng bày trong nhà với mô hình vũ khí trang bị tinh xảo.
Dù vậy, để đi hết không gian trong nhà chắc là điệp vụ bất khả thi, không dễ dàng với những người bận rộn. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ bám 5 ngày ở đó, may ra mới có thể đi hết, chụp hết mọi thứ mình muốn. Dẫu sao, như thế này thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. À, trước khi kết thúc bản tin một vòng triển lãm Paris Air Show 2023, mời các bạn xem một vài đoạn phim về các mẫu máy bay chiến đấu kiểu cũ do Pháp sản xuất được xếp gọn ở một góc triển lãm. Đáng chú ý, việc xếp các máy bay kiểu cũ này cũng được nhiều nước thực hiện, ví dụ như ở Nga với các thiết kế như Su-47, MiG-144. Nó giống như là một niềm tự hào của công nghiệp hàng không quốc gia đó vậy. Có 3 thiết kế bao gồm: một là tiêm kích bom trên hạm Super Ethandard, từng là trang bị chiến đấu cơ chủ lực trên tàu sân bay của Hải quân Pháp cũng như Argentina. Trong trận hải chiến Falkland năm 1982, Argentina đã sử dụng loại máy bay này để không kích, đánh chìm nhiều tàu chiến, tàu vận tải của Hải quân Anh. Hai là dòng máy bay cường kích Jaguar do Anh và Pháp hợp tác sản xuất từ thập niên 60, đến nay chỉ còn Ấn Độ sử dụng loại này. Đây là dự án hợp tác sản xuất chiến đấu cơ đầu tiên giữa hai ông lớn Anh và Pháp, đặt nền móng cho các hợp tác sau này. Jaguar ra đời với yêu cầu về máy bay cường kích giá rẻ, có thể trinh sát cũng như tấn công hạt nhân. Đáng chú ý nhất là mẫu thứ 3, nguyên mẫu duy nhất của dự án tiêm kích Mirage 4000 do Pháp triển khai vào thập niên 70. Nó có sử dụng một phần thiết kế của Mirage 2000 nhưng lớn hơn, nặng hơn và trang bị hai động cơ. Người Pháp dự định dùng Mirage 4000 cạnh tranh với dòng F-15 của Mỹ ở vai trò đánh chặn tầm xa và làm tiêm kích bom. Nó đạt tốc độ tối đa Mach 2,3, tầm bay chiến đấu 1.800 km, tải trọng lên tới 8 tấn. Rất tiếc, dự án đã không thành khi không tìm được khách hàng tiềm năng sau khi Ả Rập Xê Út từ chối, không quân Pháp thì ưu tiên dự án Mirage 2000. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin nóng 19 giờ tối nay.